Tiếp tục chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng nay ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương, tại nhà thi đấu võ thuật Shisekan, thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự chương trình giao lưu võ thuật Vô Vi Nam Việt Nam và võ đạo Nhật Bản. Trong không khí hữu nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã cùng thưởng thức màn trình diễn của các võ sinh Nhật Bản và Việt Nam với các màn biểu diễn kiếm thuật, quyền thuật, đối kháng, thể hiện sức mạnh của các môn phái võ thuật và in đậm tinh thần văn hóa dân tộc. Vô Vi Nam, Việt Võ Đạo được hình thành từ năm 1938 do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập trên nền tảng võ vật dân tộc Việt Nam. Vô Vi Nam, Việt Võ Đạo là kết tinh của tinh thần và kỹ thuật tự vệ, chiến đấu để giữ nước, dựng nước và mở nước của dân tộc Việt Nam từ thời lập quốc. Tại Nhật Bản, Việt Võ Đạo được biết đến thông qua đồ vật chuyên nghiệp Fujisaki Tadahiro từ năm 2012. Hiện có hơn 300 võ sinh Nhật Bản tập luyện Vô Vi Nam. Ở giải vô địch Vô Vi Nam Thế giới lần thứ 7 năm 2023, Nhật Bản có 12 vận động viên tham gia thi đấu. Giao lưu võ thuật là một trong rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua, góp phần quan trọng thắt chặt tình cảm và quan hệ hai nước.